Chào tất cả các anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài và may mắn nha anh em nhá. Lâu lắm rồi không làm cái video cầu, vì cầu là cứ em để cho em trai em làm thôi. Còn em thì em hay làm về máy. Xính ơi, đẩy cái này vào này. Cái đấy để sửa sau. Em hay làm về máy thì hôm nay lại có đơn hàng anh trai, anh cứ bảo là anh làm, anh bán cho em cái cầu. Thì thôi mình bán cho anh ấy ở, anh trai đó là anh Cường, anh ấy ở Sơn Động, Bắc Giang nhé. Huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nhá. Thì anh ấy có gada, anh ấy mua về để lắp cho khách. Thì mua cái cây cầu để lắp cho xe 6 tấn, 7 tấn đấy anh em ạ. Thì cầu này là cầu thép. Và anh ấy mua cầu chậm 15-29. Thì cái cầu này là bên sở, cơ sở em rất là nhiều cầu, vài trăm cái cầu cơ. Thì em tháo ra, anh ấy bảo kiểm tra cái đùm cho em. Thì nói thật với anh em là có những khách người ta cũng không cần mình phải bổ cầu đâu, vì cái cầu này là cầu nghĩa địa và cầu công an ở xe cái quân đội ở bên nước ngoài ra nha. Vì mở cái nào ra là cái đấy đẹp, đều đẹp cái đấy hết anh em ạ. Vì cái cầu này là nó ở trong xe quân đội ấy, nó không chạy vì nó rất là mới, vì thế nó rất là mới. Đây, khi mà em mở ra để kiểm tra cái đùm này thì ở trong này sáng loáng mới tinh luôn này anh em ạ. Cầu này nó chạy còn chưa hết những cái vòng căn bi này. Cầu này là em vừa đếm răng là 15-29 rồi, cầu chậm nha anh em nhá. Và nó là cầu thép. Thì thực ra là khách hàng người ta cũng bảo là mở cũng được mà không mở cũng được, nhưng nói chung là mình cẩn thận thì mình cứ mở thôi. Anh em ạ. Đây, khi mà mở ra này, ở trong này, dầu vẫn còn mới tinh này, những cái răng của nó mới tinh luôn là nhá anh em nhá. Cầu này là cầu lắp trên xe 6 tấn 7 tấn. Cầu này là con cầu ngắn 1m19, có cả cầu dài 1m24 nữa, ngắn dài đều có hết nha. Và đây là cầu thép cầu đúc. Thì thường là xe 6 tấn 5 tấn 6 tấn 7 tấn là thường là lắp cầu, cầu thép này thôi anh em. Còn nếu mà xe to hơn thì lắp cầu đúc, nhưng do tùy từng chủ xe. Đây anh em xem này, em bổ cái quay quả dứa của nó ra này, răng này như mới luôn này, tất cả như mới luôn nha. Cầu này qua đẹp và qua mới luôn, khẳng định với anh em luôn, đẹp lắm anh em ạ, tinh khủng luôn. Rồi mới này, cầu đấy. Nói chung là mở ra quan trọng nhất là cái răng này là anh em, mà nhìn cái răng này nó vẫn mới tinh là biết là cầu này cầu quân đội, không bao giờ có vấn đề gì, bán bảo hành luôn nhá. Đấy, như vậy là em đã vừa kiểm tra xong và review xong cái cầu ngắn, cầu 1m19, và cầu ngắn là một cầu 1m19 và cầu dài là cầu 1m24 cho anh Cường ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang nha anh em nhá. Em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em nào có xem được video ấy, đang có nhu cầu đổi cầu từ cầu lắp sang cầu dầu, từ cầu dầu sang cầu lắp là anh em liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em cố các hết cho mọi người được, lúc nào sẵn sàng phục vụ cho tất cả các anh em luôn nhá. Và em sẽ đăng video lên kênh ấy, nếu mà anh em có xem được ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng của con cầu này nhá anh em nhá. Và cũng xin thông báo là nếu mà cầu cống của anh em đấy nó chưa hỏng hóc nhiều, anh em chưa cần phải thay cầu ấy, anh em cần mua đồ gì đùm này, cái quả đùm này, quả dứa này, cái đùm ở trong này, hay bất kỳ cái món đồ nào của cái con cầu này, hay bất kỳ cái đồ đạc gì của cái máy của anh em nhá, anh em chưa cần phải thay máy ấy. Anh em cần mua đồ đạc gì thì anh em cứ điện cho em, bên cơ sở em đều có thể tháo ra, có đồ vật tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vật gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn, vì không ngờ cái nhu cầu của anh em lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện ở xa, người ta điện bảo là anh ơi, anh bán cho em cái món đồ này cả, bây giờ ở đây em không tìm được, không mua được, không có nó thì xe của em không nổ được, không máy không chạy được, xe không chạy được, máy không nổ được, thì anh giúp em. Thực ra bán cái đồ vật thì nó cũng không được là lãi bao tiền đâu anh em ạ, nhưng nó giúp mình quảng bá được cái thương hiệu và giúp anh nhiều anh em biết đến cơ sở của mình hơn. Sau này anh em có mua máy móc gì, đồ đạc gì thì anh em sẽ ủng hộ cho mình. Anh em sẽ giới thiệu bạn bè người thân mua cho mình, đấy là cái được anh ạ. Mà cái đồ cũ, những cái đồ đi theo máy này, đi theo cầu này là đồ toàn là đồ, nó là đồ cái chất thép nó khác hoàn toàn với những cái đồ sản xuất loại sản xuất mới nha. Sản xuất mới là đồ sản xuất loại 2, loại 3 rồi anh em ạ. Chất thép của nó khác hoàn toàn với đồ đi theo máy, theo cầu. Và em hơi cũng xin lưu ý là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đồng hàng hay không, và người ta có
làm ăn uy tín hay không nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em có điện bảo là em chuyển tiền cọc cho người này mà người ta gửi hình và video một con máy rất là đẹp nhưng khi gửi vào là một con máy không đúng. Bây giờ không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy không dùng được. Ôm phải con máy không dùng được, bây giờ không bây giờ giả lại, người ta hẹn 3 ngày 5 ngày giả lại tiền, bây giờ 3 tháng 5 tháng người ta không giả lại tiền. Xong rồi nói nhau bóc phốt nhau trên mạng, chửi nhau. Thực sự là những cái chuyện như thế ở video nào em cũng nhắc nhở anh em rồi, phải lưu ý và tìm hiểu thật kỹ xem người ta có cơ sở đàng hoàng hay không, và người ta có làm ăn uy tín hay không nha anh em nhé, để tránh những trường hợp như thế. Thì ta về những trường hợp như thế xảy ra thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến em. Em là người bán hàng trên mạng, mà khi mà anh em gặp những vấn đề như thế thì anh em chắc chắn sẽ không muốn mua hàng ở trên mạng nữa. Thì lần sau xính này, lần sau em sẽ bị ảnh hưởng anh em ạ, vì anh em sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, mà trong khi đấy mình có cơ sở đàng hoàng và mình cũng làm ăn rất là uy tín, chưa sai với bất kỳ ai. Gõ chỗ này vào này, chưa sai với bất kỳ một ai. Mà bây giờ vì một số thành phần mà mình bị ảnh hưởng thì rất là buồn. Vì thế ở video nào tôi tuy không muốn nói nhưng vẫn phải nhắc nhở anh em để anh em tránh nhá. Và em cũng xin lưu ý là nếu mà cái video ấy em đăng lên nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm động cơ ô tô Hưng Thuận nhá. Và trong đó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại động cơ máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt, tất cả các loại cầu nhỏ, cầu to nhá, cầu các số nhỏ lên số to, đủ các loại luôn, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Anh em cần tư vấn gì thì anh em cứ điện cho em, lúc nào ông sẽ tư vấn miễn phí cho anh em làm sao có thể mua được cái dòng sản phẩm nào nó phù hợp nhất với công việc cho cái kia vào đi em, và điều kiện kinh tế của mọi người nhá. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Cường ở Sơn Động, Bắc Giang đã tin tưởng vào ủng hộ cơ sở. Bây giờ em sẽ lắp cái quả dứa vào và em sẽ chở cầu lên Sơn Động, Bắc Giang cho anh Cường. Và anh em nào có nhu cầu là hàng của em có thể ship mọi miền Tổ quốc nha, khắp các tỉnh trong cả nước nha anh em nha. Anh em cần mua là em có thể ship, anh em đều được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhá. Đều được kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tất cả các anh em đã dành ra những cái thời gian quý báu của mình để xem và theo dõi những cái video của em nhá. Xin chân thành và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.